Triệu xin chào quý vị các bạn. Trong khu triển lãm thì nó có một cái dãy cây rất là đặc biệt. Đây nhé, quý vị quan sát phía bên trái kia, đây là cái khu hàng chợ này. Đây là một cái dãy vào một cái gọi là khu tiếp khách này, uống nước này. Đấy, và tràn lan các khu này. Thì ở đây có một cái dãy ở ngoài này. Dãy này lại có ba cái cây này rất hay, đều là cái cây cửa đại. Tôi thấy nó hay hay và chia sẻ cho quý vị. Đầu tiên là chúng ta cùng ngắm một cái cây phi lao. Một cái cây phi lao siêu, thế siêu. Cây này thì hôm trước là chưa thấy về, mà hôm triển lãm thì cũng không thấy, chắc là ngày thứ hai, là ngày mùng 8 thì bắt đầu cây này được chủ nhân thì nó mới chuyển đến đây. Một cây phi lao mà được tạo một cái bộ bông tàn khá là mịn, cắt mịn lắm, và cây thì rất già. Đường kính cái thân này, nó tương đối là to, nó phải đến cái đoạn thân trên kia thì 40 phân. Dưới gốc thì nó phải từng 70 phân, khá là to. Đấy, ngồi trên đá, thân siêu nó bay và nó có một cái cành rớt khá là điệu. Bung tản vân sắp xếp xen kẽ lẫn nhau, bung to bung nhỏ, bung cắt lá rất là mịn mịn. Quả phúc rất to. Già kinh khủng luôn. Nhưng mà chủ nhân là ai? Tôi sẽ lấy thông tin cho quý vị các bạn xem. Cái này thì chỉ chơi không gian nhà cũng khá là lớn, chơi được. Lao nhà vườn Hùng Anh, số điện thoại là 0904 314 258. Được bài trí thêm một ngôi chùa, cái lầu lục giác, lầu bát giác, tượng trên kia thì có một cái tháp. Việt Nam thì hay chơi kiểu là thêm những cái vật dụng để trang trí như vậy, cái dáng rất đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng quan sát cái thân nó chạy. Tay bám trên lưng nó hồi lại. Cái phi lao rất ưa với lại việc thả nước, bởi vì những cái cây này mà nó thiếu nước là rất là nguy hiểm. Tiếp theo thì tôi sẽ ghi hình cho các bạn xem một cái tác phẩm hay lắm. Cây rất là độc đáo. Nhân tiện đây thì cho quý vị xem. Là cây này của ai? Đang chuẩn bị nở hoa. Cây này của ai? Đang nở hoa. Đúng lúc này nó lại không nở hoa.
thân nó cực dị luôn. Việt Nam chúng ta là một cái đất nước khí hậu rất là thuận lợi, chính vì vậy mà nó có rất nhiều những loài cây độc đáo, nó phong phú sinh vật cảnh, phong phú thực vật. Cây gạo này, cây này thì chắc là rất già, cách người ta làm ra cây này cũng đơn giản, quan trọng nhất là cái cốt nó dị sẵn này. Cái đường kính gốc chỗ này nó phải chừng 80 phân này. Cái bệ dưới này thì phải hơn mét. Và lên cái đoạn này là 80 phân, 70 phân. Còn trên đoạn thân này là 40 phân, đều chạy đều luôn. Trên thì nó chia làm hai nhánh và các cái cành thì nó lao thẳng lên trên. Rất khó làm những cái cây như này để mà tạo được dáng bonsai, quá khó. Thì cái cành như đốt nó dài, nó một cây gạo rất độc đáo, được kê ở cái hàng giữa này, rất hay. Thích nhất là để ngắm cây gạo lúc nó nở hoa. Thôi rồi thôi, các anh đấy, lác đác người. Chào anh đẹp nhá. Chào em. Cảm ơn. Chào anh Lịch Diệp. Vâng ạ. Vâng, là Hoàng Lịch Diệp. Vâng. Được ban hay xem thế ạ. Vâng, em cảm ơn nhé. Em ghi hình nốt cái cây dưới để cho cả nhà cùng ngắm. Cây dưới này của nhà vườn Đăng Hiền, khu đô thị Kỳ Đồng, Thái Bình, là một trong những cây dưới mà nó cũng được rất nhiều người quan tâm. Đó là một cái cây cỡ đại, cái này thì cỡ đại. Tại triển lãm Bắc Ninh thì tôi cũng được ghi nó một lần. Và rất nhiều người thì ca ngợi cây dưới này, cái thân pháp của nó. Và cây này cũng được làm một cái tạo một cái dáng cũng khá là đẹp đấy, với tỷ lệ cân đối, cái tay phóng khá mềm này. Các cái bông thì đang làm hoàn thiện, hiện tại thì nó còn đang khá mỏng. Cái này để làm mà hoàn thiện đến lúc độ nó mịn nó dày nên thì cũng cần thời gian nữa, mà cái dưới thì làm được cũng nhanh thôi. Cái này thì có một cái điểm nhấn rất đặc biệt, tí nữa thì tôi sẽ nói thêm. Bây giờ chúng ta cùng quan sát cái gốc. Cái này rất hay là nó có rất nhiều từ, rất là nhiều từ. Đây, chúng ta cùng ngắm xa xa một chút để xem cái dáng của nó phía sau lưng. Thưa quý vị, đây chính là cái điểm nhấn của cái cây này. Đây. Rất hay là nó lại tự nhiên có những cái gù này ra như thế này, những cái nu, nó làm cho cái thân nó méo này. Và nếu mà nó phải thẳng đuốt lên thì tôi nghĩ là nó cũng rất là bình thường. Đây chính là cái điểm mà ăn tiền nhất của cây này. Và cái điểm cũng được đánh giá rất cao chính là cái bệ, cái gốc của nó. Nếu mà cái thân dưới mà thẳng đứng thì tôi nghĩ là nó quá đơn giản. Hello. Hello anh. Lại anh. À, ừ. Đến đâu chưa?
Vừa đến xong. Đi đâu về đây? Đi chơi cùng đường ông Quyến. À, đi cùng ông Quyến sang à? Ừ. Vừa mua được một cây nhét cốp rồi. Hả? Và vừa mua được một cây nhét cốp rồi. À thế à? Thế chúc mừng. Vừa tôi cũng vừa gặp ông Quyến kia xong. Gặp chưa? Gặp rồi. Tôi đi ra đây cả nhá. Ừ, đi đi. Nhà con gà ngon hôm nào tôi lại sang làm con. Ông cứ nói, ông cứ báo tôi là có. Được rồi, ok. Ok, thăm nhá. À, ok, hôm nào sang ông Quyến thì tôi alo. Đấy. Nhà vườn này đang hiền. Cũng là những cây rất ấn tượng tại triển lãm lần này. Triển lãm lần này là cơ hội cho những cây đang nổi, đang mới nổi, chuẩn bị nổi, cây thi nhau tỏa sáng. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.